Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, chưa bao giờ người ta cảm thấy đời sống mong manh như ngày nay. Người trẻ, người già, tất cả mọi lứa tuổi đều có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Và nhiều người đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy? Những người trẻ trước đây chưa từng nghe nói đến những ai đã đột ngột ra đi một cách phổ biến như ngày nay. Chúng ta có thể chứng kiến điều này khi mà những trang mạng xã hội và nhiều người đã chia sẻ về những thông tin liên quan chính người thân của mình ra đi một cách đáng tiếc xót xa. Một linh mục trẻ của giáo phận Cần Thơ, một người chuyên được giao nhiệm vụ từ Đức Giám mục địa phận là coi sóc cho việc mục vụ cho người Khmer. Và Ngài cũng vừa được Chúa gọi về trong độ tuổi còn rất trẻ. Trẻ Phêrô Nguyễn Trung Viên, Ngài đã được Chúa gọi về vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 27 tháng 8 năm 2023. Ngài sinh năm 1976 và thánh lễ an táng của Ngài sẽ được cử hành lúc 9 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2023 ở tại nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận Cần Thơ. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, hành trình dương thế của mỗi người không chỉ riêng là người Kitô hữu và tất cả nhân loại chúng ta, đó là hành trình về nhà cha, về cuộc sống vĩnh hằng qua một thời gian ở thế gian này. Dù thời gian ở thế gian này 100 năm hoặc là 120 năm đi chăng nữa, cũng chỉ là một hành trình ngắn so với hành trình vĩnh hằng ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta hướng về nhà cha và chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thời gian trong thời gian lữ hành này để chuẩn bị mọi hành trang xứng hợp khi được Thiên Chúa gọi về với Ngài. Trong thời cựu ước, Thiên Chúa gọi Abraham, ông đã bỏ tất cả mà đi đến vùng đất hứa. Dù rằng ông chưa biết đó là đất nào, ông đã tin và ông đã được xem thấy con cháu đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Trong tân ước, Chúa Giêsu cũng nói, ai muốn theo ta hãy vác thập giá của mình mà theo. Chúa đòi hỏi nhiều, các môn đệ đã nghe tiếng Chúa và đã đáp lại tiếng người. Các ông đã bỏ mọi sự nào là nhà cửa, thuyền chài lưới, bàn thu thuế, cái nghề hái ra tiền, bỏ cả cha mẹ, vợ con và cả ý riêng của mình để đi theo Chúa. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói, trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự người sẽ thêm cho. Đối với mẹ Maria, lời nói của Chúa Giêsu được mẹ áp dụng một cách triệt để. Mẹ đã sống ơn gọi của mẹ với tất cả lòng tin và tín thác khi mẹ thưa lời xin vâng với sứ thần. Lời xin vâng này biến đổi tất cả bởi vì trong cuộc đời của mẹ, mẹ sống kề cận với chính Chúa Giêsu là Chúa trời đất muôn vật. Mẹ đã tin dù nhiều điều Chúa nói với mẹ chưa thấu hiểu được bởi trí hiểu của con người, và mẹ chỉ được khai sáng khi chính Chúa Thánh Thần khai mở cho mẹ mà thôi. Đọc lại tin mừng Nhất Lãm và tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta hiểu rõ điều đó. Mẹ vẫn tin nhờ đức tin sắt đá của mẹ. Mẹ Maria đã luôn có mặt bên Chúa Giêsu con của mẹ. Mẹ đã đi tới tận cùng chân thập giá trên núi Canvê để chứng kiến mũi đồng của một người lính đâm thủng cạnh sườn của chính Chúa Giêsu khi Ngài vừa tắt thở. Mỗi lần mẹ hiện ra, dù ở Fatima hay bất cứ nơi nào, thông điệp của mẹ gửi đến cho con cái nhân loại của mẹ, đó là sự hoán cải, sám hối và lần chuỗi kinh mân côi bằng cả trái tim tình yêu, suy niệm về mầu nhiệm của Chúa Giêsu, khổ nạn và phục sinh, để mỗi người chúng ta biến đổi đời sống cũng như là làm hành trang, làm tất cả những thứ mà chúng ta có thể mang đi và mang về quê cha, là quê thật, là nước trời của mỗi người chúng ta. Giêsu, Ngài là ai? Không nhà,
không quyền không thế yêu con những lúc tội tình, yêu con vác lấy thập hình màu đào loang tím vùng trời yêu thương. Giêsu ngài ở đâu, trên trời cao hay dưới sông sâu, Giêsu ngài ngay đó bên con, sao con còn tìm kiếm đâu xa. Ôi Giêsu người cô thế cô thân, ôi Giêsu người hành khất bơ vơ, ngài ở bên con, ngài ở bên con chẳng ở đâu xa. Anh em tìm đâu xa, tha nhân đang đói khát đợi chờ, anh em chờ đợi ai, Chúa Trời chính người hành khất. Ai cho bát nước thật đầy, ai cho áo ấm để mặc, chính là cho Chúa lời người dạy ta. Giêsu ngài ở đâu, trên trời cao hay dưới sông sâu, Giêsu ngài ngay đó trong ta niềm vui bao la. Giêsu ngài ở đâu, trên trời cao hay dưới sông sâu, Giêsu